Thank you.
happy tonight. Can I sit down here? No. I want to leave home. I don't want to leave home. Này cô bé, tại sao con lại khóc? Ủa, giờ con đâu có khóc đâu, mặt con là vậy đó, buồn vui gì cũng vậy đó. Ủa, vậy tại sao con lại ngồi đây một mình? Dạ, tới con có chút chuyện không vui ở nhà. Ta biết. Hả? Sao bà biết? Bà là ai? Ta biết, vì ta là bà Tiên. Còn ta hỏi, vì ta muốn nghe từ chính con. Bà tên Tiên? Không phải, ta là bà Tiên, là Fairy Godmother. Bà này chắc hôm nay bị tâm thần. Hả? Sao con dám nghĩ là ta bị bệnh tâm thần? Ủa, con đâu có nói. Ta là Tiên, cho nên con nghĩ gì là ta biết ngay hả? Vậy, bà đoán xem, bây giờ con đang nghĩ gì? Con nghĩ là muốn gọi 911 chở tao vô bệnh viện tâm thần, có đúng không? Trời ơi, đúng rồi, sao bà hay quá vậy? Vậy bà đúng theo Fairy Godmother rồi? Yeah, that's me. Hồi xưa, lúc mà thời cô tắm á, thì ta gọi là ông bụt là bà Tiên. Còn thời nay, ở Mỹ, thì là Fairy. Bà Tiên ơi, con buồn quá. Ta biết. Con buồn vì con và ba mẹ con không hiểu nhau. Dạ, con thấy ba mẹ con pressure con quá. Pressure. Chờ chút, để tao google cha chữ pressure là gì. À, thông cảm nha. Tại vì tao mới nhận project mới của Ngọc Hoàng, cấp tốc bay đến đây đến gặp con, cho nên không có biết hết tiếng Anh. Pressure là áp suất. Sao ba mẹ con lại áp suất con? Ây dạ, không phải đâu Tiên. Ý con nói là ba mẹ con ép con làm những chuyện mà con không muốn. Con Tiên làm gì vậy? À, ta làm vậy để nghe con cho rõ hơn. Trời ơi, Tiên ơi, ý con nói là ba mẹ con ép con làm những chuyện mà con không muốn làm. Nếu như có cái time machine đó, để con bay về thời đại xưa, con sẽ đòi hỏi cho phụ nữ được có tiếng nói hơn và con gái cũng có tiếng nói hơn. Mà time machine là cái gì? Đại khái là một cái máy du hành có thể bay đến tất cả thời đại nào. Chuyện nhỏ, con quên là ta là Tiên sao? Nhưng mà không cần một cái cỗ máy to lớn gì hết, chỉ cần một cái nho nhỏ như cái iPhone của con là được rồi. Thiệt hả bà? À, Tiên không nói dối, nhưng nguyên tắc xưa nay không thay đổi. Con chỉ được có 3 thời đại khác nhau để tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Nhưng tại sao chỉ được 3 điều? Ai biết? Vậy... Ok, để... Con thử nha Tiên. Ok, số của ta là 1-800.
tiêu điệu. Con chỉ cần bấm text và bấm nút xem là được rồi. Hả? Sao số của bà đặc biệt quá vậy? Con thấy cái áo này không? Tâm may chỉ có gặp riêng con thôi đó. Trời ơi, vậy con cảm ơn bà tiên. Ok, vậy trước nhất con muốn gặp Đặng Dung vì ba con hay ngâm câu thơ của ông ấy lắm. Ủa mà bây giờ bà không theo con hả? Giờ bà làm gì? Không, ta đi thay áo để gặp người kế tiếp. Ok, vậy bây giờ con bấm nha. Texting Đặng Dung to Tiên Điệu. Xong rồi đó Tiên, mình đi đi. Cảm ơn quý khách đã chọn chuyến bay Tiên Điệu. Ta đã charge 1.500 vào thẻ credit card của con rồi. Thế sự du du nại lão hạ, thế sự vô cùng thiên địa lão hạ, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đổ điếu thành công gì, vận khứ anh hùng ẩm hận đá. Chào ông có phải là Đặng Dung không? Người là ai? Nhìn trang cũng không phải người đại Việt. Dạ, con là Bảo Trân. Con cũng là người đại Việt duy ngại. Nhưng mà con đến từ năm 2015, cho nên quần áo có kiểu khác. Sao? Hay là người là nội gián của Công Minh? Dạ, không phải. Nói ra thì ngại khó tin. Ở công viên, con có gặp được một bà tiên. Bà cho con phép màu đến đây gặp ngài. Thời đại của con cách xa thời đại của ngài mấy ngàn năm lận. Ngài xem, con có thứ này nè. Đây là cái gì? Kiểu gì sao ta đọc không? Dạ, tại ngài cầm ngược. Nhưng mà cũng tại vì thời đại của tụi con tiếng Việt viết như vậy đó. Sở dĩ con nhờ ngài hiểu nhau là vì bà tiên thôi chứ con không biết tiếng Hán và ngài cũng không biết tiếng Việt đâu. Nhưng mà còn chữ này là chữ gì? À, đây là chữ Mỹ. Chữ Mỹ là sao? À, là nơi con lớn lên đó, con lớn lên ở Mỹ. À, bình thường con không hiểu gì về văn hóa Việt Nam đâu. Sở dĩ con hiểu tiếng Việt là vì ba mẹ bắt con đi học thôi. Mỹ là ở đâu? Dạ. Thôi ông ơi, chuyện này nói ra dài dòng lắm thôi. À, trước nhất ông cho con xin cái này nha. Cái này là cái gì? Dạ, xấu kìa. Ây, con nhét hồn hoa vào trong này được. Ây. Thôi, bây giờ ta tin con rồi. Ta tin con rồi. Nhưng mà thật ra thì ta cũng chỉ là một lính bình thường. Đừng gọi ta là ngài. Hãy cứ xưng ông và con đi nhé. Dạ. Ông ơi, sở dĩ con đến đây là vì muốn hỏi ông. Văn hóa của chúng ta hình như trọng nam khinh nữ lắm phải không? Tại sao suốt ngày con gái cứ phải làm cái này, phải làm cái kia? Thật ra cái điều đó từ ngàn xưa, văn hóa của nước Việt Nam chúng ta hay là lịch sử chúng ta đã rất là tôn trọng. Và phải nói rằng xã hội chúng ta ngày xưa là xã hội và nhờ đó mà các bậc anh thư tiền nhân như bà Trưng, bà Triệu, bà Lê Trân. Vậy ông đưa con đến gặp bà Triệu đi. Làm sao ta đưa con được? Họ sanh trước ta nhiều năm. Ông quên là bà tiên cho con cái này à. Chỉ cần con bấm một cái là mình đi. Ok, vậy bây giờ mình đi nha. Mà ok là cái gì? Ông theo con đi. Thank you.
Triều Lý là một thời đại đã được coi như là đặt ra nền độc lập sau 1000 năm thì đô hộ với bọn chúng. Nhắc đến đời Lý, có phải là lúc đó mình sinh nền độc lập? Đúng vậy, đó là một bài thơ. Bài thơ đã đi vào lịch sử của chúng ta. Bài thơ đó là bài Nam Quốc Sơn Hà trong thời đại của nhà Lý. Và vị tướng đó là vị tướng Lý Thường Kiệt. Triều đại nhà Lý được coi là giai đoạn huy hoàng và thịnh trị nhất trong lịch sử. Năm 1010, sau khi lên ngôi, vua Lý Thái Tổ rời kinh đô từ Hoa Lư về Đại La và đổi tên là thành Thăng Long, mở đầu cho một kỷ nguyên rực rỡ của Đại Việt kéo dài hơn 200 năm. Qua hai đời vua Thái Tông, Thánh Tông đến đời vua Nhân Tông, Kỳ Lan Thái Phi được tôn làm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đã giao binh quyền cho đại tướng Lý Thường Kiệt để cầm quân chống giặc phương Bắc đang lâm le xâm chiếm nước ta. Năm
là lời cha từng ngày ấm em, mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ, và con lấy đi sức sống mẹ cha. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la, thêm như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều chông gai, và những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi đây một góc bình yên luôn có mẹ cha chờ con tìm về. Đó là em ngồi lên cầu xin đi cha và mẹ của con. Tới mẹ chắc chắn là con thì ngày hôm nay ta và con có một cái cơ duyên gặp gỡ. Ta cho con xem lại hình ảnh đó. Thời gian giữa ta và con chắc cũng không còn nhiều. Ta còn một bí mật nữa sẽ cho con xem. Bây giờ chúng ta nhìn lên đây nhé. Nào hãy cùng xem. Hả? Bà Tiên? Ủa? Bộ kiếp trước mẹ con là Tiên hả? Đạo lý dân tộc ta, cha mẹ chính là Phật trời. Con có biết câu ca dao: tu đâu có bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tôn. Bây giờ ta và con đã đi qua những khoảng thời gian lịch sử, con đã hiểu được và tự hào là một nòi giống của dân. Tin rằng con đã nhìn ra được nét đẹp của đất Việt Nam. Thôi, ta nghĩ con hãy trở về đi, kẻo cha mẹ con mong đợi. Chúng ta tạm biệt ở đây nhé. Dạ, con cảm ơn con. Giờ con về sẽ khoe với bạn con là Đặng Dung nhìn cũng khuôn lắm. Ai? Dung là gì? Dạ là má. Mình về rồi. Bắt cỡ với bà mẹ. Mẹ không
Và chúng con thấy là trước năm 75 như thế nào và sau năm 75 như thế nào, đó là Việt Nam, Sài Gòn như vậy đó. Ba ơi, con thật xúc động khi nghe là những chuyện gì đã xảy ra. I can't believe what they did to our people, our country. How can they do that? Bởi vì ba nói tụi con rồi, tụi con phải ráng học, nói nhiều và dùng nhiều thì chúng con sẽ nhớ. Yeah. Okay. Ý con là tụi họ cũng là người, mà là cũng. Thì sao lại tàn ác với con người, với đồng bào Việt Nam? À, con nói như vậy, ba mới nói cho con biết. Tụi nó không là người đâu con à, vì họ theo học thuyết con người đi lên từ con khỉ, nên trong họ không có thú tính người, không có gì là lạ. Nhưng tại sao chúng ta lại có thể sống với sự cai trị bất công, không nhân chủ, không tự do như vậy được? À, ba nói cho con nghe, là tại vì như vậy, chẳng qua là cái ý thức của người dân. Nếu người dân biết quan tâm cho nhau, biết quan tâm cho xã hội, đất nước, thì chuyện đó sẽ không kéo dài được. Mà một lần nữa là ba nói cho con nghe, thế hệ của ba mẹ đã quá già, thì bây giờ đó trông cậy vào thế hệ của chúng con. À, hèn chi ngày nào cũng nghe ba ngâm câu thơ của ông Đặng Dung. Dung, tụi con làm được gì hả ba? Most of my friends aren't really into politics. Ồ, con đừng quan điểm chính trị đó không là gì cả. Nếu chúng con là những người ở Mỹ, chúng con phải rành rọt hơn là những đứa trẻ, những đứa bạn chúng con đang ở quê nhà bị khống chế vì hai từ chính trị. Chính trị dùng cho những chính trị gia, mà tất cả trong sinh hoạt chúng ta đều là chính trị đó. Nhưng mà vậy nè, con có biết không, là chính trị đó không phải là những trò bẩn thỉu, mà việc cộng nó hay tiến triền để cho giới trẻ chúng con xa lánh mà không quan tâm tới việc mà đất nước. À, vậy nếu nói như vậy thì nhà trường của con cũng có chính trị vậy. Giống như là khi nhà trường hỏi ý kiến phụ huynh, học sinh để làm sao cho chương trình được tốt hơn, phải không ạ? À, đúng rồi, con nói đúng rồi. Vậy là chính, đó là chính trị đó con. Nếu chúng ta dùng vào mục đích tốt, mà thí dụ cho các con biết ha, chẳng hạn như cái hoa hồng, hoa sen, hoa cúc, nếu chúng ta dùng vào mục đích tốt hoặc là chúng ta dùng vào mục đích xấu thì nó sẽ sống đi. À, con hiểu rồi. Nói chi đâu xa, mỗi khi vào trường họ cho học sinh đọc lời tuyên thệ hay là chọn cờ Mỹ, cũng là dạy học sinh quan tâm xã hội đất nước. Đã giỏi. Đúng quá. Đó, con nói đúng lắm. Nếu mà con biết quan tâm đến dân bản đất nước, biết quan tâm tới xã hội, thì chẳng những giúp cho đất nước phát triển, mà còn tránh những sai trái thiết thực, nghĩa là bảo vệ được quyền lợi công dân đó con. Nhưng tại sao ở Việt Nam không được thế? À, con nói rồi ba mới nói. Việt Nam, cộng sản hay bất cứ xứ độc tài nào, độc trị, chúng tiên triền dò sò những người dân, cho giới trẻ chúng con xa lánh mà không quan tâm đến dân bản đất nước. Như thế đó thì nó mới cai trị được lâu dài. I love democracy and freedom. Vậy giờ tụi con hiểu rồi. Giờ con sẽ cố cổ vũ bạn bè để đòi lại democracy and freedom for Vietnam. Thôi bây giờ nè, con phải nói lại là Tiếng Việt tự do, nhân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.